em là có là chả cá của em, bánh bột lọc Huế, gà ủ Lâm Đồng, mắm, mắm cá lóc, chân thịt và chân muối nè, thịt kho, mắm nước nè, lương lỏng hương khói, chả giá xiêm, mai trang, vân vân. Thì chương trình của em, đặc biệt là có muối trắng thịt thánh là trắng thịt em hỏi, mặc dù em hỏi những lương của nhà. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay đơn hàng, ta chấm nghẹt và sẽ tặng thêm cho cả nhà có đó lương lỏng hương khói. Rồi, chúc mừng. Rất là ngon nha. Bây giờ tiếp tục đi. Em chuyển qua. Kêu gọi đi. Chị Như. Mày chị Như cũng được chơi. Dạ, dạ, rồi. Mẹ ơi, em xin phép em tới anh Trân kìa. Này em quảng cáo dành cho Miss Vạn Khuyên. Dạ. Bác không chịu ở Vạn Khuyên shop. Lý do là hôm nay Miss Khuyên bận cho nên Miss Khuyên đi không được. À, thì hiện tại á là hôm nay Miss Khuyên có một cái món em muốn giới thiệu với mọi người, nó là mận đường chi lê. Mận đường. Dạ. Em nhắc lại nó là mận đường, là tên của nó nói lên chất lượng của nó là mận nhưng mà ngọt nha cả nhà, chứ mận không có bị chua ạ. Cho nên là mời mọi người đến với gian hàng của Miss Vạn Khuyên để mà trải nghiệm thử, đồng thời là ủng hộ Miss Vạn Khuyên. Hôm nay giá của nó chỉ có 160.000 một hộp, hơn 1 kg thôi ạ. Em chốt xin cái mận đường. Dạ, một phần mận rất là ngon, chỉ có 160.000 thôi các chị ơi. Hãy để lại thông tin được rồi. Dạ, và gian hàng cuối cùng em xin mời.